Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 440.000 token Zoom nè bạn, đến từ sàn Zoom Swap nè bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình đang tắt chatbot nha bạn. Kèo này khá là ngon đó các bạn. Rồi. Register Swap, click Lending Wallet. Rồi các bạn join sau kênh góp thứ các bạn. Con bot này cũng mới à. Rồi bạn bắt up lên nè các bạn. Tiếp tục cùng bấm start nha bạn. Rồi, các bạn join chào tiếp kênh Chaler nữa nè. Kênh group nè. Rồi các bạn join chào các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn follow Twitter của Zoom Swap nè. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn, rồi bạn bắt up lên nè. Theo dõi iOS nè. Rồi theo dõi mini protocol nè bạn. Theo dõi tất cả các bạn xã hội nè bạn. Tiếp tục các bạn retweet like và tag 3 người bạn nè các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn như tag tweet nha các bạn. Các bạn tag 3 người bạn mình vào đó các bạn. Rồi bạn tag tweet lại nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mới up lên nè. Twitter. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào cái link phong này nha các bạn. Các bạn mở link phong các bạn. Rồi xong đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với Zobay các bạn. Thì bạn nào chưa có giấy thì các bạn lấy phần link mô tả mình tải giấy luôn các bạn. Mình đã có cái video hướng dẫn các bạn tải giấy rồi tạo giấy được. Rồi các bạn copy địa chỉ IOTX nha các bạn. Rồi các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi tiếp tục tên người dùng Twitter các bạn thì các bạn điền Twitter của mình vào các bạn. Rồi tiếp tục tải lên ảnh để bằng chứng minh bạn đã theo dõi Twitter của Zoom Swap thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Chuyển tới trang Zoom Swap. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Đắp lên lưng phong nè các bạn gỡ lên một tạt nha các bạn. Rồi các bạn tải lên nha các bạn. Bot này cũng lạ, lần đầu tiên cũng chatbot. Tiếp tục tải lên một ảnh các bạn đã quy quyết cho tăng 3 người bạn nè các bạn. Thì các bạn mở tài Twitter mình ra nha các bạn. Nên cũng hơi lồng cộng các bạn. Rồi bạn nhấp cho ảnh 3 bước. Bạn avatar mình nhấp cho một hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn chụp bức ảnh các bạn đã tweet lên nè các bạn. Giờ tăng 3 người bạn nè. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi vào link phong này tiếp tục nha các bạn. Rồi bạn tải lên. Rồi tiếp tục các bạn chụp lên một bức ảnh các bạn đã join vào kênh group kênh Chaler nữa các bạn. Chuyển tới Google Drive trước. Rồi các bạn chụp màn hình đó các bạn, một bức. Rồi các bạn quay lại đi các bạn. Đầu ta. Rồi kênh group tiếp tục các bạn nhấp vào kênh Chaler nữa nha các bạn. Kênh Chaler xin lỗi. Rồi các bạn chụp cũng chụp màn hình các bạn đã xong vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bật up lên nè. Rồi các bạn tải lên hai tạp nha các bạn. Rồi kênh group kênh Chaler các bạn tải lên hai bức ảnh một lượt luôn các bạn. Rồi bấm tải lên nè các bạn. Rồi sau đó các bạn kiểm tra thông tin một lần nữa coi có chính xác không các bạn. Rồi nếu hoàn thành chính xác các bạn bấm gửi các bạn. Biểu mẫu đã gửi đi ta. Biểu mẫu mình đã gửi cho các bạn, sau đó thì các bạn trở về con bot nha các bạn, coi mình có làm gì thêm không các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào một wallet nè các bạn. Submit Visa UID No Exchange Wallet. Rồi bạn nào thì không có giấy
iOS thì các bạn Easybay thì các bạn vào đây các bạn tải app các bạn, sau đó thì các bạn điền địa chỉ giấy mình gửi vào Watch đó các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn, rồi các bạn gửi lên cho Watch nè. Chú heo submit wallet. Rồi tiếp tục cũng bấm vào một giáp phơ người ta các bạn lấy tin giáp mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Ơi để giáp phơ một này nè. Rồi đây balance mình chưa có bôi nào các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.